xa mái nhà để dựng xây khát vọng cho tương lai. Ngày đi con không trong lòng thật nhói đau, những rằng lòng vững vàng ngày mai sẽ ổn thôi. Giờ này không biết cha mẹ đang thế nào, em nhỏ đang thế nào, yêu vui không? Thật lòng con mong cha mẹ con khỏe mạnh và con sẽ sớm về vui để ngày mai được ăn cơm nhà. Đến bây giờ con mới nhận ra về những khó khăn khi không có mẹ. Thật lòng con mong mẹ sẽ vàng vàng vàng. Làm anh vậy đó hả? Bưng ly cà phê không nổi. Làm anh gì? Đây, tiền lương tháng này của em đi nhé. Dạ, cảm ơn chủ. Đây, tiền lương tháng này của em đây. Ủa, sao ít vậy ông chủ? Em coi đi, em làm nhiều, hư nhiều, vậy mà còn đòi hỏi hả? Vậy ông chủ hứa làm tới Tết, tiền thưởng về Tết đâu ạ? Không có thưởng gì hết á, năm nay không có thưởng. Hả? Thôi, để tán đi. Em chào ông chủ, em đi ạ.
đẹp không con? Xuất sắc ba mẹ ơi. Ba mẹ dừng nghe. Con thấy bố mặc cái này đẹp không con? Dạ đẹp, ba mẹ ơi xuống ăn cơm nè. Anh mẹ ngồi xuống đây đi. Anh hai. Nhà đẹp không? Trời ơi, ai chỉ tay cho bạn cái quần vậy? Cởi quần ngoài nè. Con đẹp mà. Vậy đó con, chị là đẹp rồi đó. Thôi mình ăn cơm đi. Anh ăn đuổi em sao cho anh. Dễ rồi. Khỏe ngồi đây chơi. Anh nghe nói bên Sài Gòn có cực quá không? Cực lắm anh ơi. Nhưng mà em đâu có dám nói với ba mẹ đâu. Tại vì anh hai đã bị như vậy rồi. Em mà không đi làm giúp ba mẹ nữa thì đâu có được. Anh xin lỗi, anh không giúp gì được cho gia đình em á. Anh cố gắng hết sức. Anh muốn lên Sài Gòn làm chung với em được không? Anh bị điên hả? Anh lên Sài Gòn thì hai đứa muốn chỗ ở chung là cực nữa. Em ở mình được mà. Nhưng mà anh chịu cực được. Anh chỉ muốn ở bên em thôi. Anh hay tào lao. Em đợi anh được không? Em đợi anh mà. Nhưng mà anh hứa quê anh cũng đợi em nha. Kéo đi. Anh hứa sẽ chăm sóc cho gia đình của em và anh hai của em. Gì vậy? Cái này trội xuống nước được không? Anh khùng hả? Cái này là chạy với tim của anh đó. Tim gì thấy ghê quá vậy? Ghê đâu mà ghê. Nè đẹp lắm luôn em thấy không?
đó, anh làm bằng tay của anh đó. Tim gì xấu vậy luôn. Thôi em giữ đi, em đeo lên cổ vậy nè, khi mà em ở trên Sài Gòn á, em có khó khăn hay buồn gì em nhìn vô em nhớ đến anh. Em nhớ rồi, cảm ơn anh.